Em chào cô chú anh chị mình nghe. Chúc cô chú anh chị mình có ngày mới thật nhiều niềm vui ha, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Mấy anh em hôm nay đi lấy ong cả nhà. Đi vô cái luồng kèo này là dắt cái mồng dữ dằn lắm. Mấy anh em hôm nay lâu lắm thì trời khô mới dám xuống cả nhà. Hôm nay luồng cái luồng ong này. Cái ổ này nó cắt một dao rồi cả nhà. Cái ong này nó cắt một dao rồi ha. Chúng quay cứ đi sang ha. Dạ. Vô lấy ôm này lại cả nhà. Ôm này thổi một dao ha. Thổi khó mạnh lên. Ôm này không dữ quá cả nhà. Mới vô là nó phóng rồi. Lẽ sao? Quá trời mặt rồi. Con đổi bảo hiểm mà, đổi bảo hiểm vô cái. Đồ mặt lại kia trời. Quá trời mặt rồi, cứ thổi ra. Lẽ sao? Đây. Cũng quá cả nhà. Mặt kìa. Mặt kìa. Thổi nó ra rồi vừa vô nó xí rồi. Thổi cái kèo lên luôn vậy đây. Rồi mà cái dưới nữa không? Thấy không? Kì vậy? Nó nóng cùng mặt lạ kỳ vậy ta. Ông nó bay dèo dèo luôn đó nha. Sắn cóp cóp vậy. Khi nẻ nẻ dữ vậy. Ông không dèo mau quá vậy thôi. Con mày lên. Quá vậy đưa cái đuốc anh nhỏ mà. Nhỏ mà tí hết đuốc. Quá chậm một kèm nhanh này. Đưa anh cái em đưa em. Rồi. Cái ông này đóng xuống tới đây cả nhà, anh em sẽ sửa kèo lại ha. Quá trời ông hồi kèo nhanh này. Rồi sáng em đang đổi kèo đó cả nhà. Đó, đổi gì là con ông nó sẽ ở hoài luôn cả nhà. Nó ở hoài luôn ha, nó không đi. Nếu mình không đổi thì nó sẽ đi. Rồi rút, hồi kèo quá. Hồi kèo quá cả nhà. Bỏ miếng nó luôn rồi. Tôm cả nhà ơi. Anh Dũng hiện tại là đang lấy cả nhà. Tôm này thì hổm cái kèo nó bị mục rồi, lấy con quận rồi. Chắc thấy ấy rồi. Phải sửa trụ lại cả nhà. Lên 2 3 người lên mới sửa kịp. Bước lên đi. Những cái gì? Sao? Quá trời đúng không? Lấy trụ lên như thế này. Ui mặt quá trời ké nữa. Sâu quá vậy. Sâu quá, gỡ sâu quá. Đừng có dao chưa? Đem thổi cho. Chưa, thổi đi. Đưa đi, lấy thay cho. Đủ quá rồi. Cầm sát nó đi. Rồi ra lấy đi. Trụ yếu quá rồi, sửa luôn nha cả nhà ơi. Cầm cho mẹ chứ. Đó, trụ thao á. Biết rồi. Thôi đi nè, đừng có nóng tính nè. Dạ, tiếng cắn quá đi rồi. Dạ, cứ nhéo nhéo quá trời ơi. Dạ rồi. Dạ, tâm hồng, tâm kìa. Dạ. Lấy đi, lấy ông đi rồi hái. Lấy ông đi hái thay chủ. Bắt ấy luôn nha, bắt sâu luôn nha. Ổ ong mà mình muốn để nó ở lâu á thì cả nhà phải mình phải bắt sâu nó. Bắt sâu nó mới ở lâu được cả nhà. Lấy cái thao vuốt bển anh Dũng. Rồi đưa đúng rồi. Thôi mình thôi. Rồi đưa đừng có cắt nhiêu nữa. Hồi kèo đó. Rồi cầm đuốc coi. Cầm tiếp cái trụ này coi. Được rồi Tâm, phải cầm. Được rồi, không tới bỏ vô quá. Được rồi. Rồi thay cái trụ mới luôn đi. Hơn lít rưỡi mặt này hơn lít rưỡi.
dây. Giao rồi. Giao rồi. Dạ nóng quá. Cắt xong không ông sửa lại ha. Kèo này cái trụ này là cái nhà nó mục nè, nên mình phải sai lại. Giờ xong cái nhà. Cái gì đâu mà chú mày. Mấy em đi đường này thì gặp thêm mấy ông cái kèo cái nhà. Quá trời bịch rồi. Dữ lắm rồi cả nhà. Đúng rồi. Nè. Lấy dao bự vô luôn dọn kèo lên. Thôi khỏi luôn đi. Có dọn. Dọn. Anh em sửa cái kèo lại nha cả nhà, nó gãy trụ rồi. Được không ta? Rồi. Ba con bông nó bỏ nó bớt rồi. Dao đủ dao bự chưa? Rồi lấy dao ra đây ta. Lấy dao bự ra nha. Rồi. Đi hả? Mặt cái lít mặt này. Mặt ngon quá cả nhà. Thôi hổm mình lấy là uống rồi. Còn cũng khá ngon đó nha. Nó còn bay vù vù trên đó. Quá trời bèo. Bèo này là bèo tây tượng. Cái mà em trồng cái bèo trong trong đệm á, Dũng nhớ không? Bèo gì mà cái lá trà bá lửa luôn. Ừ. Hả? Xuống nữa hả? Tới lùm rồi. Tới lùm rồi. Hôm lên rút thì... gác nửa cái lò không? trời, làm hết hồn chứ. Đâu, gác đâu? Phải gác không? Trời ơi, gác. Này là sát thủ của rừng sâu nè cả nhà. Chuyên gia hút máu. Dạ, đây con nè. Đây mày. Có gác cái đường lên kìa. Mấy anh em lấy ra tới trưa cả nhà. Cái này cũng tầm tầm 2 giờ. Giờ sẽ ăn cơm cả nhà. Thành quả thì giờ cũng được 3 lít mặt kìa. Này đem cho mọi người xem nha. Này cả nhà. À, còn được 3 lít mặt. Có chén nữa hả? Cắt này 3 ổ đó cả nhà. Được nhiêu nè. Thì mấy anh em vừa đi lấy ong rồi vừa sửa kèo lại luôn. Kèo này lâu rồi rút rút ra bớt cả nhà ơi. Cắt như vậy quá. Giờ sẽ lên ăn cơm cả nhà. Mày cái nhà cũng ăn cơm chưa nghe cả nhà ơi? Tao không cho đó. Menu của này là cái gì? Cơm nó mời cũng lâm đi. Menu đây là gì vậy anh Dũng? Thấy hấp dẫn vậy. Củ cải kho hả Tâm? Đu cái gì? Cải trắng, cải tươi, kho gì. Giờ nó không lấy trước rồi, không có muỗng rồi. Nhưng không có muỗng. Không có muỗng rồi. Này đủ bốn cái muỗng phải không? Trời anh Dũng có chén luôn kìa. Chơi gắt vậy. Giờ thì ăn cơm đã xong rồi cả nhà. Mấy anh em tiếp tục hành trình đi lấy ong cả nhà. Cô chú anh chị mình theo đi tiếp nha cả nhà. Một người quá mấy được. Một đời chim én đưa tinh. Cũng có dấu kéo xuồng vô à. Này bao nhiêu? Này bao? Hả? À? Ừ. Đúng rồi.
lên đi, lên đi. Đổi luôn không? Đổi luôn. Hả? Đổi miếng kẹo luôn thôi. Ở đâu? Thấy không? Thấy không? Rồi sao? Lấy không ạ? Để làm gì? Để cho nó đi ngang, thấy nó lấy hả? Ý là nào nó thắt thắt á. Không có đường trả lại luôn hả? Lít không? Lít mốt. Dắt cái gì nhau? Sao giao dưới xuống á? Thích cái điện thoại lưng không à? Khốn nè. Nay bự quá trời. Sao mau lớn ăn gì mau lớn như có không cả nhà? Mặt ngô quá sao? Dạ dạ dạ. Những vụ văn như văn. Sáng ngày vừa chứ, sáng ngày quá trời. Thôi khói nhóc. Một mặt nó đâu, đóng bự dữ rồi. Đây. Mình thử đó. Nó vừa trắng rồi, cái này nhỏ nè. Cái này nó khói trắng mặt, nó đậm khói trên mình. Lít mặt này, lít gửi. Sâu quá thì sâu, bắt sâu thôi. Ba con sâu đó nó ăn banh nấu ong. Em thổi đi, em thổi đây mới hay nè. Thôi được thôi, cái mẻ thôi. Thổi ong hò kèo thôi. Mấy ong này nó chỉ biết bay cái gì? Hà dọn hai cây dưới đó đó. À, nhìn hết chứ. Anh dọn cái gì? Ừ. À. Nó ngã lên bẹt. Chết cái gì đó? Không quen chết đau lắm. À, thao này anh khác. Anh cốc đi. Cái này có sâu không? Kèo nè, còn mặt nữa kìa, anh gác em dưới đó. Kèo với con gác quá. Ờ anh gác dần dọn hai cây đó nữa, con gác gì mà nó ngon thiệt luôn. Ờ gì thì anh gác đấy. Quá là con mặt ngon cái nha. Gì? Nhìn gác đi. Gác bởi thừa dơ bọng mình lắm. Lít máy hay lít? Máy ạ. Cào cào cũng như kỹ lại quá trời hai bên chị ông sao không tổ chức được cho trời đất quen tắm hết hết khối bụng gì luôn xong rồi xong cả nhà hết cây đuốc luôn còn gì nữa ngồi xuống nhá. Trời con mặt ngon. Mà anh làm cái gì đây vậy? Mà anh làm cái gì đây? Hả? Mà anh làm gì đây vậy? Ủa ông này không thấy không? Phải không sao? Ừ. Nhìn mặt tốt rồi. Mặt tốt rồi. Mặt đậu chán rồi nè. Ừ. Đừng tâm còn ngổ lắm nhé. Rồi dựng sao dựng cái này dựng thay lại cây gậu cái gì? Nó vụ cầm vô mới chậm cao, cao cao được. Cao dài bằng nó không biết. Kéo vô. Nó không có ấy hơn nhiều đâu. Hả? Xuống không? Im quá mà.
Một kèo gác đụng độ luôn. Hai cây này luôn không? Hai chiếc. Còn mình còn mấy cây nữa. Còn cái cả nhiều lắm luôn đó. Ở bên đó còn. Không nữa còn quăng hết cả. Thì sao anh Dũng lấy tàu ong được cái nhà? Thì cục mặt khoảng nửa lít này. Đâu vậy? Nè, lấy đi. Hên nó không lên đây, phải lên đây chết luôn. Con chậm nhiều quá trời lộng hành nè. Không đâu rồi. Còn không? Ở đi vô đó luôn á, qua đó luôn á. Nghe cái thao nè. Qua đó luôn á. Chạy nó hổm xuống rồi đi rồi. Hổm xuống rồi đi rồi. Đi vô trong luôn á. Ô, mặt quá trời, một mặt tới lít này. Mình cầm cái giáo luôn nghe Tâm. Qua. Ừ. Đi qua. Đi 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 đi. Hai cầm thao nè. Ừ. Thổi đi, thổi đi. Dây quá dây rồi. Đi đường nào nữa đi? Bên kia luôn. Đi đường đó luôn á. Ừ. Con này nó cũng nhỏ sao. Ừ. Nó mới thì chặt nha. Tới đúng. Trời ơi, sao con liều này trời. Đi lấy thuốc. Mấy ông không có bảo hiểm mà bọn cái gì. Quá dữ. Quá trời hay sao rồi. Chặt nó luôn đi. Chặt gói một con. Đưa đứa con. Thổi dưỡng hai cái. Quá dù mặt trắng dôi ngon cái nha. Này là đống cây lan cái nha. Mấy anh em đi theo người quằn. Quằn chết mẹ cái lan nha. Quằn cái nó sẽ xuống như này cái nha. Rồi vậy là xong rồi cái nha ha. Thì mấy anh em đi tiếp thôi. Sao anh Dũng không quần cái này xuống anh Dũng? Còn mình leo bốn lưỡng á, để mà mấy hổng quần rồi. Quần rồi xuống dưới nó bung lên ta. Nó miệng đậu nó đứng gì. Nè nè, cảm ơn anh ra thứ rồi. Cái đậu bự nhất mất tiêu. Đậu đó mới quan trọng á. Không, vô đây còn gặp nữa, đường này cũng có về nữa à. Qua bên kia anh Dũng, bển có nhiều cây lắm. Hả? Cái này dẻo ông bự nè, anh Dũng thấy nè. Mà nó đi nè. Bây giờ nó cây nhóc á. Đúng không? Đi luôn. Mấy anh em vô thăm cái đường kèo này cái nhà. Dí ruộng lan luôn cái nhà. Hôm nay thì cây mọc tạp nhiều cái bố gừng nữa cái nhà. Vô tình gặp được tổ ông ruồi luôn. Hôm nay sáng giờ đi mới gặp tổ ông ruồi đầu tiên ha. Còn ông mặt thì lấy khoảng được 60 lít từ cả nhà. Tổ ngùi giữ dằn ống ngùi luôn, em quay cho mình xem ha. Cái tổ ngùi trời ơi. Tổ ngùi bự dữ lắm cả nhà. Rồi sao Tâm? Đút đút đi. Đút nè, có quẹo không? Không luôn. Chết mẹ ơi. Anh không có quẹo đâu à? Anh có quẹo đâu. Chứ mà giỡn. Có. Không có thì ăn. Lấy từ từ thôi, cho nó nhìn cho nó hấp dẫn. Từ phải không? Ừ. Nửa từ tiếng hồi. Từ thì để mà em bảo hiểm vô cái. Nè. Để anh.
Anh đưa điện thoại, đưa anh thoại. Điện thoại. Chú mèo lấy dao vô chặt là được. Quá trời tống vừa ngon cả nha. Trời trắng vô hết trơn cả nhà. Trời tống vừa ngon. Trời ơi, còn mặt nữa lít đi ta. Quá gì tống vừa ngon cái nhà. Cắt cái đúng rồi. Quá trời tống vừa ngon. Mà có mùi tốt lắm cái nhà. Biết không cái nhà. Ngon nưỡng luôn cái nhà ơi. Con gùi này mà ăn một cái thì nó ngon vừa vậy, ngọt vừa thơm nữa, trắng dồi luôn cả nhà. Hên lắm mới gặp con bự cái này đó cả nhà, con dài hơn một gan cả nhà, gan dư ngoài luôn, hôm này có ba tắc. Nè lấy đi, chặt đi, chặt đi. Chặt đi, quay mình coi. Nè, thật tới chặt đi. Cá không có đem đi kìm thôi cả nhà. Dắt cắm tàng lại luôn hay tâm không? Thôi, cái này luôn đi. Dọn dọn cái cây trên hết, tôi cho nó đấm lại cây trên. Đấy hả? Ừ. Gác gì lấy ông ra, gác dắt tàng lâu quá. Nó không có mặt nhiều. Ừ. Cái gì đó cái nhà có ông với em mà cái nhà tại vô có thấy anh không Tâm? Thấy đẹp trai không Tâm? Thằng xấu chết mày à luôn. Cái nhà gì cha? Rồi nha, bây giờ là khoảng 4:30 cái nhà, thì mấy anh em chuẩn bị đi về ha. Thì lên đây mấy anh em người ta có trồng đủ đủ cái nhà, nhưng mà người ta bỏ có một cái này nè, cái đủ người ta bỏ không còn quan tâm đến nữa, ở trên hầu không có nhà nước cái nhà. Mấy anh em nên kiếm mấy trái đu đủ ăn, nhưng mà không có trái cả nhà. Thì vô tình gặp được tổ ong cả nhà. Vô tình gặp được tổ ong nha. Là chắc người ta cũng bẻ hết rồi. Ong còn trái nha. Tổ ong này nè cả nhà. Như cái đu đủ này nè cả nhà. Có trái một à. Thì cỏ một cái này nè, ta bỏ. Cái đu đủ em trồng từ khi em chưa lấy chồng vậy đó. Không lấy dao luôn hả? Đó, đó cái gì? Dao lớn rồi các bạn. Thì cái dao nhỏ người ta mới làm nó tiêu rồi. Đúng. Để em vô em khảo sát cho, quay tổ ong cho gia đình thấy coi. Thôi mới đóng mới thấy luôn cả nhà. Từ đủ gì đó. Nhà thấy không ạ? Nè, cầm cái này hả? Anh đánh chặt luôn cái đồ đủ cái gì? Đừng chặt nha. Để mình hút mình lớn đấy. Ô, còn mặt con bự quá anh Dũng. Dạ. Ô, cái nửa lên mặt anh Dũng rồi. Tị vậy. Má luôn rồi, sâu luôn. Sâu luôn. Đóng lên cái đồ đủ nè cả nhà. Trái luôn. Này em thổi vô. Không cái. Chắc khéo khéo nha. Đóng cái đu đủ đủ nha. Giờ đóng hết biết đường không thì.
cái phần này là phần sâu rồi cả nhà, mình phải lấy nó, con ong nó mới không, nó mới bộ tổ bự được. Cái đống nó đủ, người đây có trái đu đủ luôn cả nhà, hết biết tô ong rồi đóng rồi. Lần đầu tiên em lấy trên cái đu đủ cả nhà. Thôi giờ em lấy xong ha, chắc có lẽ là phải về thôi cả nhà. Thì lúc trước cả nhà, lúc trước em có lấy một tổ ong khoảng tầm 5 lít mật, 5 lít mật khoảng tầm 6 kg hơn cả nhà, trên một cây chuối. Thì năm đó ở đây cũng khoảng hơn mười mấy năm, thì lâu lắm mà em không có thấy trường hợp đóng cái cây chuối nữa. Nhưng cái đu đủ thì lần đầu tiên là em thấy, lần đầu tiên em thấy cả nhà. Thì cuối video em cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video của em ha. Chúc gia đình mình với cô chú anh chị mình luôn luôn có sức khỏe thật là dồi dào ha, hạnh phúc thành công trong cuộc sống. Em chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều vì đã luôn ủng hộ em cũng như xem video của em đi cả nhà. Bye bye và chào tạm biệt cô chú anh chị mình nha. Dạ, yeah. Quậy thêm chút nữa cưng. Mấy anh em gì tới nhà cả nhà ơi. Này là kèo gác nó không xuống, cả nhà rút về. Mình kiếm chỗ khác gác cả nhà ơi. Ê, đưa cái đó đang đang mà nắng hơi luôn. Cái đó thúi rồi. Thúi quá thúi. Cây nó chết cái cây luôn chứ mối nói gì nữa. Này thành quả nè cả nhà. Quả này mình làm lấy như mặt này cả nhà. Này lấy được tổ ong rồi thôi. Cái đó người ta cũng chắc rồi đó. Đồ bữa nay trở về cũng hai cái 20 cây còn gì nữa. Được tổ ong rồi nữa nha. Hử?